nhà nghỉ mang tên Kiến An ở hẻm 16, đường 304 quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, được hoàn thành, đưa vào sử dụng khoảng 3 tháng nay và trở thành điểm đến của nhiều người nghèo, bệnh nhân, sinh viên, người vô gia cư. Anh Nguyễn Quốc Sanh quê ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, là nhân viên quản lý tại nhà nghỉ Kiến An cho biết, nhà nghỉ này được đầu tư, đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2019. Nơi đây có 13 phòng nghỉ, 60 giường với đầy đủ tiện nghi. Khách trú ở nhà nghỉ giúp chủ nhà quét dọn, vệ sinh dãy nhà. Ảnh. Điểm đặc biệt là giá cả dịch vụ rất hấp dẫn, dành cho đối tượng khách hàng là những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng không nơi nương tựa, người khuyết tật. Khi vào đây ở, tùy theo trường hợp, mỗi người chỉ phải đóng từ 1.500 trừ 17. 500 đồng ngày. Những người có nhu cầu vào đây chỉ cần xuất trình chứng minh thư để chúng tôi đăng ký lưu trú với cơ quan chức năng. Còn phí lưu trú thì chỉ lấy giá thấp nhất có thể, mục đích không phải là vì lợi nhuận, anh Xanh nói. Biết ở nhà nghỉ có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên nhiều người đến hỗ trợ. Trong ảnh, ông Tổng nhận được quà của những mạnh thường quân. Ảnh, rờ, hờ. Bệnh tật bủa vây, nhà nghèo khó nên vợ con của ông Ngô Văn Tổng trú tại thành phố Cần Thơ, bỏ đi nơi khác sinh sống. Sống đơn độc trong căn nhà tình thương với bệnh hen suyễn nặng, lắm lúc ông Tổng nghĩ đến cái chết. Nhưng chết ở trong nhà chắc cũng không ai hay biết, nên tôi xin vào đây ở. Không phải mỗi ngày chỉ trả 1.500 đồng tiền dịch vụ, mà quanh đây còn có nhiều người tốt, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì sẽ được giúp đỡ, ông Tổng tâm sự. Vào nhà nghỉ Kiến An ở cách đây hơn 2 tháng, hàng ngày, ông Tổng đi bán vé số để mưu sinh. Nhưng vì bệnh nặng, cứ mỗi 2 giờ phải thở máy một lần, nên người đàn ông này chỉ bán quanh khu vực bệnh viện và trung tâm thành phố Cần Thơ. Ngoài việc hỗ trợ giá, nhà nghỉ này còn có mì tôm miễn phí và thùng quyên góp từ thiện. Nếu những người ở nhà nghỉ muốn về quê mà không có tiền, sẽ được chủ nhà nghỉ hỗ trợ kinh phí. Ảnh, rờ, hờ. Ở nhà nghỉ này, ông Tổng được bố trí ở cùng phòng với ông Lê Văn Tèo quê Sóc Trăng, cũng làm nghề bán vé số, ai cũng bệnh tật đầy mình và sống đơn thân nên họ thông cảm và chăm chút cho nhau. Cạnh phòng của hai người đàn ông này là phòng của bà Lê Thị Hồng Dung trú tại tỉnh Hậu Giang, một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ. Điều trị bệnh xa nhà, mỗi giường bệnh 4-5 người rất chật chội, nên bà Dung xin vào nhà nghỉ Kiến An lưu trú. Mỗi ngày, ngoài thời gian điều trị tại bệnh viện, bà Dung nghỉ ngơi, đi chợ nấu ăn, thậm chí giúp dọn dẹp vệ sinh ở Kiến An. Bà Dung chia sẻ, ở đây khá tiện nghi, có máy điều hòa, có quạt, an ninh ổn định. Đặc biệt, các nhân viên rất thân thiện, có thể giúp đỡ khách hết mình. Được biết, chủ nhân của nhà nghỉ từng trải qua cảnh khó khăn khi ngủ ở hành lang bệnh viện, nên khi có điều kiện, ông xây dựng nhà nghỉ, mục đích là để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, riêng nhà nghỉ này phải bù lỗ từ 20-30 triệu đồng. Để giải quyết khoản chi phí thiếu hụt, công ty này sẽ lấy lợi nhuận ở hệ thống nhà nghỉ, khách sạn tại nhiều nơi khác để bù vào.